Okay, dann muss das Menü dann haben. Ich habe ja genug Haar. Nein, guck mal, dann haben wir es hier. Để từ 12 đồng nên xe còn 7 đồng một thao mỗi ký. Anh ơi, con này là con gì vậy anh? Dạ. Không có con, mẹ nói là cái con tôm chứ không phải con gì. Cái gì? Không có. Con này là con gì vậy anh? Quá thứ điếc anh. Này là con tôm hùm. Mình làm gì ăn gì mình? Mẹ thế là làm neo ế quá mà ăn tôm hùm như thế mà ghét dễ sợ luôn ha. Tí tí ba làm neo ế quá ba ăn tôm hùm ăn thấy ghét. Nàng ra đi khi trời vừa hừng đông mệt mỏi. Quay được cái cảnh này. Cái đầu nó kìa.
bỏ cái cục này nữa các bạn. Đem cái cục dơ trên đầu.
cái này chắc nó sẽ nó ngon, nhưng mà tại ngoài trời lạnh quá nó có đem qua chặt được. Cái thịt nó ngon quá trời. Chờ cái nha. Thank you.
tôi hết trơn rồi. Chị không chở mâm đâu. Để bán. Báo nữa hả? Trời ơi, bữa giờ hết báo chưa hả gì? Báo, chợ thiếu gì? Ừ. Chợ nhiều báo mà. Con mở bài đi con. Mở cho bà coi nè. Mở cho bà coi. Ôi gần. Hehehehe.
Monster này bạn. Tâm hầm. Tâm hầm, tâm hầm. Thấy không, thấy không? Ngon quá nè. Các bạn mắc kìa không? Ngon quá. Bốc khói luôn á. Cái này mình nên là từ và cái này đi đâu có gì vậy bạn? Ủa hôm nay ngày mấy mà ăn rồi? Nay 23, 4, 3 cũng biết nhưng mà bữa nay cũng chưa có ăn. Rảnh rồi. Để giáng sinh anh. Có người đó đâu mà sao có đi ăn. Ủa con tưởng lát te, con tưởng lát te mấy kiểu ăn nó đóng hết. Có mà rồi. Con tưởng rồi đó, con nhớ rồi đó, tụi Hàn Quốc. Mà gì? Bữa nào đang gọi? Ủa sao là gì? Chứ nó muốn làm gì? Nó tưởng nó mì nước lèo. Mì nước lèo hả? Ừ. Thôi sao mày ơi biết em? Có cây dài nè. Có cây cây dài đúng. Đúng rồi bà. Con này bự quá sao đúng không? Sao mày sao không lấy tông chính á? Quay sau gừng hành. Đúng rồi. Yeah yeah. Mày nước lèo không? Đó rồi. Mấy tô cũng được, còn không mỗi thịt không được. Cơm mình chắc nó cũng ra ít ra nước. Nam có lấy cho nó mắm chưa? Thôi đứng đó đi, đứng đó đi để tôi quét nhà. Cậu hai. Yeah, nhà dơ, nhà nó không chịu quét dọn giùm bà. Đừng tới nữa. Mấy đứa kia làm có lại là ăn cơm mà. Xong rồi. Để mùa hai còn mấy con bữa nó nấu lẩu nữa nè. Nó bỏ vô. Thôi nó lẩu ăn không ngon rồi. Lẩu Thái á. Ôi trời ơi. Tại ngoài trang với anh đâu. Thank you.
Chắc mà cho tùy nó lên mình được anh. Chín gà này. Như cường à. Như cường quá. Bóp đâu ai thấy đâu. Tí bà mang bát dọn này coi. Đi chồng mấy lần. Tí anh nói em hiếp chồng ha. Có không? Nghĩ ra mà con hiếp chồng, cục cưng con mà ăn hiếp hả? Và sau đây quý vị thân mến xin giới thiệu một đội nữa cũng hài hước dí dỏm và tài năng không kém, cũng có những pha trả lời mãi tận đến bây giờ khoa học chưa chứng minh được. Ôm Vĩnh Quang, Mít Thi và nghệ sĩ Lê Giang. Đã mẹ lên với mẹ luôn rồi. Còn chắc quá. Nào mà chị có thể lê lỏi vào đây không? Chị có thể lê lỏi vào đây không? Chị nhớ đây đọc đó là chị không biết là phải đọc đỏ chị vô. Nó là hả? Ủa vậy sao bác? Giờ đọc hết rồi thì phải về rồi đó. Không có em đâu. Chỗ về rồi phải làm chứ cưng. Chỗ em đi rồi bữa nay nha. Chị biết vì sao chị là đồng đội liên thông vì các giảng viên yêu cầu đó. Chị biết mà. Chị nhập được 2 người nhà nhập hết nhập chị mình hết không gửi về chị. Sao tại đấy? Gửi về chị là hỏi lại chị. Sao tại đấy? Rồi. Hỏi chị là đợt này chị có chơi không? Hỏi vì sao giờ lại mặc? Giờ lại mặc. Chị ép nhiều. Ủa, con nên nhớ nè, chị còn là chỗ này là của Harry phải không? Đúng. Nhưng mà bây giờ không có Harry. Chị ghé rồi xong ban tổ chức không cho chị nó mới ăn được. Vậy? Đó, người khác trẻ đẹp. Ủa vậy chứ chị không trẻ đẹp hả? Chị không trẻ đẹp hả? Đó ông bà ăn được nữa giống như những nát này. Tôm này ngon quá. Thế thì ông chung chút là chung rồi chung. Chứ là một tiếng tạo lạc. Mấy đông đâu có cần đâu. Bây giờ mình là khán giả người Việt. Đâu bây giờ mày đâu giờ mày muốn làm. Mày làm thử câu coi được không nè. Chân 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 như chắc. Chân chân chắc. Chắc chắc. Chắc chắc. Chắc chắc. Chắc chắc. Chắc chắc. Chắc chắc. Tự nhiên bữa nay là tự nhiên thấy vui hẳn ra. Chắc là một có một cái điểm gì đó sẽ thành công lắm. Nếu còn lại nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tại vì sao? Tại vì Quang là người của âm nhạc, là ca sĩ thì phải dùng âm nhạc. Sau khi thì Hồng 2, 3 vô. Bây giờ là về nhiều lắm. Quen nhau chưa nói gì, tỏ tình ta mến nhau. Quang vô nhiều đêm lắm sao? Nhiều đêm. Nhiều đêm sống sao trong sâu.
Bên đây á, bên đây cái tôm đó khoảng trung bình con khoảng 600 gram, 400 gram, 500 gram, 500 gram. Nhìn chị Lê Giang chỉ nghĩ tới chữ sống sao thôi à. Trời ơi. Trong mắt chúng ta hiện tại đang dư về tiếng cười. Dư. Hồi nãy giờ là quá nhiều tiếng cười. Giờ mình đang cần. Không phải. Nhưng mà cần chương trình tìm tỉnh lực. Chỉ cần một người thiệt là chương trình bất kỳ du lịch. Xin với em. Quý ông thầy Trần Văn Nhớ. Người làm không khí trầm lắng. Trần Anh Huy. Trong hầm này á, đúng rồi, trong hầm này nó có cái càng không, cái này là cua. Trong hầm này có càng bự. Giờ nó bảo cái cửa hàng nó nhầm đồ vậy đây. Có sao không? Mắc rồi sao? Quay lại với chương trình nhanh như Rồi nhà mình làm. Harry Potter không tính theo tập mà tính theo phần. Tập thì sao? Harry Potter có vết sẹo hình gì? Mình tin chắc. Harry Potter ở cùng với ba mẹ hay ông bà? Ở cùng với ông bà. Ông bà chồng nó dài. Nó đang nghe một cái này. Ở phía hai tính môi trường phép thuật.
Chắc chương trình mấy lần sau là lúc nào cũng quay sẵn mấy tập. Hay 10.000 lít nước. Khói là bao nhiêu? 100. Không, 100. 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 Sáng giải vậy ha, mướn các bạn. Cấp nhựa, cấp tốc. Chính xác. Thì nó mướn mới tốt chứ. Trong năm có nhiều cá tôm nhất ở miền Tây. Nước nổi. Chính xác. Cái gì lúc lên lúc xuống, quẹo trái quẹo phải nhưng không bao giờ chuyển động. Lúc lên lúc xuống quẹo trái quẹo phải mà không bao giờ chuyển động. Nãy gì mà hả? Kiên đồng hồ. Không, chính xác. Con mắt. Cái này nào hả? Các bạn sẽ dễ dàng câu hỏi nhiều hơn là bao. Đúng không? Trời ơi. Vừa qua, ba câu. Em ơi, bộ câu hỏi này nó không nhầm nằm trong gọi là dùng hiểu biết của anh, nhưng chưa chắc lại không nằm trong dùng hiểu biết của em. Nên thì thôi, em chỉ sợ là ra kiến thức âm nhạc thôi. Mà anh Vinh đi, Vicky không có vùng hiểu biết. Sao cô thấy sao? Tôm ăn ngon quá trời. Bây giờ số phận nó bắt lên thì mình phải lên thôi. Vậy lên con. Cố lên. Chú nghĩ là cỡ. Vì là thân quen, chắc chắn là được. Với sự thông minh của con thì chắc chắn là sẽ không phải của em. Chúng ta cần biết gì nhanh gì chứ. Có 21.000 chia đều cho hai người cha và hai người con. Hỏi mỗi người được bao nhiêu? Bảy. Vì sao? À, tại vì hai người cha với hai người con là có ba người. Cái gì là tham mình lớn ra lần anh lộc hả? Bữa nay nó nói chuyện tào lao, nó nói là dạ, có okay. Nhiều chương trình lắm rồi. Vậy hả? Cái gì khóa mà? Từ từ ra, tỉnh ra. Cái chìa khóa? Không, chính xác. Trời, muốn hả? Cái chìa khóa là khóa chứ. Nè, khóa son này đâu khóa gì đâu. Mà lại. Vô riêng Harry Potter có bao nhiêu tập? 7 tập. Là nó không biết nghe thôi. Bốn câu về Harry Potter. Đúng bốn câu là vượt qua. Trên trán của nhân vật Harry Potter có vết sẹo hình gì? Phấn xít. Lên. Ôi, cái này đi chết rồi. Đi chết, đi chết, đi chết. Trong truyện ban đầu Harry Potter ở cùng với ba mẹ hay ông bà? Lên. Cái này sẽ gọi là học tài thi vận nè. Hỏi này là dành cho mình thi là vô y chang. Em mặc áo á, đi xin đôi. Có áo rồi chị luôn. Dạ có. Lục Dương Thiên cướp Kiều Nguyệt Nga ở đâu? Trên Kiều. Cái này là hỏi cho vui thôi, hỏi cho vui thôi. Còn nếu mà lần thứ hai xuống môi trường phép thuật
homework của mình. Ra đi vô tư và đi bằng trên lưu hành máy bay. Ủa hả? Bà tính đứng lên mà lấy được không? Lấy đi bộ hả? Cái gì? Đi xe ăn nhanh không biết hay quá không hiểu sao cái này ra 10 ngàn lít nước ăn không dám bắt thiên tài trời ơi nó cao rồi không còn nghe nào mà người ta không có làm gì nữa nghe cấp nào mà học lên nhất mình tấn công nha cấp tâm Thế đi mang về ba, mít thi mang về bốn, rồi chúng ta thắng. Cái gì? Đi dặn là cái nước ban rồi. Ban lắm rồi. Rồi, hai, tiếp theo. Bên kia chú đi. Chị tự tin thì lên trước đi. À rồi, ok. Ủa, chị nhỏ đó bị du mà. Là chị sẽ thắng đó, sẽ thắng đó. Đó. Em sẽ thắng người luôn. Chị khỏi thi. Đợt trước thì chị nhớ là 3 câu á. 3 câu rồi. Vậy là quá giỏi rồi. Nhưng mà những cái sao mà chị về có coi xem TV lại và chị thấy phải học hỏi nhiều hơn nữa. Chắc lần này cũng được 4 câu. Đó là giấc mơ hả? Giấc mơ nhiều khi nó cũng thành hiện thực. Rồi, chúc chị may mắn. Câu số 1. Trà gì cũng ai thích? Trà chớm. Lên. Hãy. Trà chớm thì ai thích? Ai thích trà chớm? Này chắc lớn lên. Trà gì cà của mình thì không thích, nhưng cà của người khác thì thích. Quá dễ luôn. Cà của mình. Không. Chua. Cà mí gửi. Cà lá. Cà rá cà thẻ của người khác đúng rồi thì lấy tiền người khác thích hơn thì đó cho nó lại đi cà thẻ vì sao lấy tiền của người khác đúng rồi nó được không nằm giữa
Thái Bình Dương là gì? Bên giữa Thái Bình Dương. Chú Bình, Thái Bình Đạo. Tụi nó nghĩ rồi, bị trường đuổi ra rồi. Tụi nó nghĩ Noel với tới tay. Tay luôn. Ủa Noel tới tay được tháng. A và L. C và S. Mình hạt. Mình hạt. Mình hạt. Sương mai. Sương mai. Điện từ cầu thiếu vào đâu sao. Ruột sâu trong nái không bằng, quá dễ. Ruột sâu trong nái không bằng, chấm chấm chấm. Điền vào cái đứa năm đó. Con có người không chính xác, có người đúng rồi. Nghe con gì trong bài đồng giao dung văn dung vẻ khu vực nào bị cho ở nhà? Ủa, đọc hết bài các em nhớ có hai câu à? Dung văn dung vẻ khu vực nào cho ở nhà? Con mèo không chính xác. Mỹ rồi. Dung dung vẻ dắt trẻ đi chơi tới cổng nhà trời lại cha lại mẹ thì làm gì? Mỹ rồi. Mặc gì tuy không đẹp nhưng ai cũng nhìn hàng ngày. Mặt bàn này chưa mắc cái chuyện không đẹp. Mặt bàn. Mặt bàn. Mặt bàn chết hả? Trời. Đi mà không đi là đi gì? Đi mà không đi. Là đi gì? Làm gì mà không đi? Làm gì hai đứa rồi? Làm gì đi? Chính xác. Đi rồi con đi rồi con. Không đi 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 Quan mà bà này không bình thường, trẻ là mới lên con thôi mà thú con. Hai gạch gọi là gì? Ba gạch gọi là tám gạch. Vậy nhiều gạch gọi là gì? Nhiều đa gạch. Nhiều gạch. Anh có đang ngồi tới đó nhưng mà thấy nó chậm lại. Nóng gạch. Đúng rồi. Nóng gạch. Em này chị Giang luôn nè, em ngồi em suy nghĩ. Trời ơi, con nghĩ quá trời quá vậy là. Nhưng thì ra nhiều gạch là một đám gạch. Kỳ vậy nhá. Chị chưa có trả lời đâu. Trời ơi. Sao chương trình này ngộ vậy? Thì cơ nó là một đám. Mẹ, hình như mẹ không đồng ý hả? Không, tại vì mẹ nghĩ chưa có trả lời mà sao cứ đẩy mẹ lên hoài. Đẩy mẹ lên hoài, đẩy Tam tòng, tứ đức. Vậy tứ đức là gì? Tứ đức tam tòng. Còn tam tòng là gì? Ở nhà thì chồng cha xuất giá tòng phụ. Tại gia. Tại gia tòng phụ xuất giá tòng phụ, phụ tử tòng tử. Nói chung là chị là một người vì đã gặp được nhiều may mắn. Nó mà mang về được liên tiếp hai cái bán liên tiếp chính xác. Chúc mừng chị này. Cảm ơn chị đó. Chúng ta tiếp tục trở lại quản lý TV. Chỉ cần vượt qua số 2 là về. Em nghĩ chắc khó rồi em. Lên. Thôi em lên. Lên. Khỏi cần phải suy nghĩ gì hết. Lên. Lên cùng. Mọi người đi nhanh như trước. Cái gì vậy?
Câu đầu tiên, cà gì mà béo? Béo? Cà gì không ai thích? Cà chớt. Lên. Cà gì cà của mình thì không thích, nhưng cà của người khác thì thích. Cà gì cà của mình thì không thích, nhưng cà của người khác thì thích à? Không, chính xác. Cái mặt nó nhỏ này, biết đang suy nghĩ gì vậy? Cái gì nhỏ cũng là lương thiệt. Cà thẻ. Anh đã thẻ hả? Nằm giữa Thái Bình Dương là gì? Nằm giữa Thái Bình Dương là biển. Không, chính xác. Thái Bình Dương là em phải trả lời đâu. Em đang bảo Thái Bình Dương là biển, nằm giữa Thái Bình Dương là tôm cá. Sai luôn. Cái đó gì vậy? Cái đó mất cửa. Giờ suy nghĩ lại à. Giỏi quá. Mình hạt xưa mai. Cái gì? Mình hạt. Mình hạt xưa mai hay mình hạt xưa mai, câu nào đúng? Sai rồi, má đọc sai đúng. Không chính xác. Hai câu sai hả? Đúng. Anh nghe đọc lại. Mình hạt xưa mai chứ không phải là mình hạt. Em bị anh lừa rồi mai. Em đọc sai. Cái đọc câu thứ hai nó đọc sai. Lượng sâu sâu nãy không bằng cái gì. Chấm chấm chấm. Chè thái gái kia đi sai rồi. Nghĩa không nghĩa mà tôi từ anh từ đơn nào. Không chính xác. Em phải trả lời đâu. Tôi không có tôi trả lời mà. Bằng cái gì? Con gái đầu lòng. Ai hả? Rồi, trong bài đồng giao chúng dân dễ của bọn nào được cho đi học. Ngang ngang để các trẻ đi chơi đến cổng nhà trời lại cậu lại mỗi chân trao cóc chân cháu về quê cho dê đi học. Cho dê đi học. Trời ơi. 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 Mặt trời nhưng một cái mỗi ngày được có lý là mặt trời. Đâu ai là mặt trời không? Nhìn lại. Trời. Đi gì? Đi mà không đi. Là đi gì? Ngủ dạ. Là đi ngủ. Đi xa này. Nhẹ này. Sự cắt nhẹ đây. Là gì gặp ba gặp gọi là tắt gặp mấy nhiêu gặp gọi là gì? Nhiều gặp gọi là. Đóng gặp. Gọi là gặp bự. Chỉ cần 3 đáp án liên tiếp chính xác đã thắng chị Lê Giang 2 đáp án, tỷ số hiện tại là 1 đều. Càng đây. Tiền ăn kìa. Mà tụi tôi là tương thôi. Ủa sao em mèo theo à? Cuối cùng không ai khác đó chính là Phong Vĩnh Quang và Lê Lộc. Bảy đồng. Con gì bị đau họng sẽ rất khổ. Con người. Đánh lừa mà. Con đường. Con hươu cầm cổ. Đồng ý. Con gì? Thầy tổ nó dài quá.
có đau nhiều chỗ. Có gì mỗi lần cắt bóng chân sẽ rất khổ. Cắt bóng chân sẽ rất khổ. Dễ lắm. Con thằng Hoàng đi. Con thằng Hoàng. Em nghĩ là con rớt. Chính xác. Cái gì? Cái gì? À, thu quá ta, thu quá ta. Sợ thu quá ta. Trẻ nguyên lấp lánh trên trời, ướp đầu thành chỗ cá bơi hàng ngày là chữ gì? Để nguyên lấp lánh trên trời, bớt đầu thành chỗ cá bơi hàng ngày. Bỏ cái đầu thành chỗ cá bơi. Chữ ô. Không chính xác. Chữ trời. Chữ sao. Chữ sao. Sao lấp lánh. Sao bỏ chữ S đi cái đầu thành ao. Con gì ăn mà không uống? Tê 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 tê. Không trả lời đại ra, không biết trả lời đại quá thời gian gì con khác. Cá cũng nước không? Con không muốn vươn tên. Con tầm. À nó ăn dâu tầm thôi. Không có này ngoài thật viên kiến thức rồi không sao. Con gì uống mà không lên? Con ông. Chính xác. Đúng rồi, đúng rồi. Con gì không bị bệnh mà người ta cứ mua thuốc cho nó uống? Con sâu. Nó không con bị lại. Bệnh. À, con sâu. Con trừ nó đi. Đúng rồi, chính xác lên. Con sâu. Con nữa, con chuột. À, trong thành ngữ đầu bạc răng long, đầu bạc là gì? Đầu bạc răng long, đầu bạc là tóc bạc. Chính xác. Trời, cái gì vậy? Hỏi gì? Bạc răng long trong câu này là răng rồng hay răng gì? Răng cột.